Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình đã tìm được một nơi lưu trú tạm thời các bạn ạ. Mà lúc đầu mình thấy chỗ này không được ok lắm nha. Nhưng sau khi mình suy đi nghĩ lại thì mình thấy nó cũng tạm ổn. Bởi vì đằng kia nó có một cái gò đất các bạn. Và mình cũng đã biến nó thành một cái nơi để mình có thể tận dụng làm khu vực trồng apricot, những loại cây mà rất là cần thiết trong việc chế tạo bóng chứa của mình trong ngày hôm nay á. Và ở đây nè, mình còn làm cái khu vực nấu apricot nữa để cho nó trở thành những trái apricot được nấu á. À, mình sẽ lấy ra những trái màu đen cũng như là những trái màu vàng. Tại vì hai trái này sẽ ghép lại với nhau và chúng ta có thể làm ra được Ultra Ball các bạn ơi. Một cái loại bóng chứa giai đoạn đầu mình nghĩ rất là ổn á. À, trong tương lai thì mình sẽ tìm thêm hai giống loại apricot nữa. Tại vì bây giờ mình còn thiếu để coi màu xanh lá cây nè. Cũng như là... Ủa? Hình như còn thiếu mỗi xanh lá cây thôi sao các bạn ơi? Ờ, 2, 4, 6 đúng rồi. Vậy là còn thiếu màu xanh lá cây nữa thôi ha. Hy vọng là mình sẽ sớm gặp được cái loại apricot màu xanh lá cây đó. Còn bây giờ thì chạy về nhà và chúng ta sẽ tiến hành ghép lại và chế ra cái nắp của Ultra Ball thôi. Mình sẽ làm được, wow, 50 cái nắp lận các bạn ạ. Khá là nhiều nha. Rồi, tuy nhiên thì mình còn thiếu cái đế đúng không? Cái đế thì dễ hơn, mình chỉ cần phôi sắt thôi. Đây, mình sẽ làm được wow, một stack máy và cái đế luôn cả. Còn cái nút bấm thì mình sẽ cần có đá nung ra. Ok, rất là nhanh thôi. Nhưng đó chỉ là mới chế tạo những cái nguyên liệu thô thôi các bạn. Việc tiếp theo là mình sẽ cần có một cái đe nữa để mình chuẩn bị đập á các bạn. Đập hết số này ra cũng hơi bị tốn thời gian đó nha. Ok, làm liền cái đe mình sẽ đặt ở ngay đây luôn ha. Tiếp theo là mình sẽ lấy ruby. Mình có đúng 3 viên thôi. Rồi chúng ta sẽ chế ra cái cây hammer. Đó. Ôi, như 3 viên không đủ các bạn ơi. Vậy thôi mình sẽ làm hammer bằng kim cương luôn đi. Đây. Với cái hammer này thì không biết là tốc độ đập sẽ như thế nào đây. Mình sẽ coi thử ha. Nó cũng tương đối nhanh các bạn ơi. Yeah. Được á, được á. Rồi, ngoài hammer ra thì mình đang không có cái cúp á. Nên là mình cũng sẽ làm một cây cúp để dành chúng ta dùng nữa chứ. Và công việc của mình trong nguyên buổi sáng này chắc là ngồi ở nhà và đập hết cái số nắp bóng chứa các bạn. Cần cù thì bù máy móc thôi chứ biết sao giờ. Không có máy móc thì mình phải lao động chân tay vậy đó. Và cuối cùng thì mình cũng đã xong công đoạn đập những cái nắp và để bóng Ultra Ball rồi. Việc cuối cùng là chúng ta sẽ ghép lại thôi các bạn ơi. Đây, cho ba thứ này vô trong bàn chế tạo và... Ta-da! Mình đã có được Ultra Ball. Lần này là 50 quả luôn các bạn ạ. Hôm nay là mình sẽ tự tin chinh phục Pokemon hơn rồi đó nha. Và ngoài ra thì hôm qua mình còn nhặt được một quả trứng 15 km nữa. Và quả trứng này thì hiện tại sắp nở rồi các bạn. Mình được 1/3 quãng đường rồi. Thế nên là một tí nữa mình phải chăm chỉ di chuyển nhiều hơn mới được cuốc bộ các thứ cho quả trứng này nở ha. Thường thì trứng 15 km nhiều khả năng là cho mình những Pokemon cực kỳ xịn sò nha. Mà lỡ chế tạo bóng chứa rồi thì để coi coi hôm nay mình sẽ làm thêm bóng gì không ta. Dustball chăng? Nếu mình đi buổi tối thì Dustball sẽ rất là hiệu quả ha. Ok, mình nghĩ chúng ta nên làm thêm Dustball đó các bạn ơi. Công thức làm ra Dustball thì hình như là mình sẽ cần apricot màu đen nè. Không biết là trong đây còn apricot màu đen không nữa. Ui, sắp hết mất tiêu rồi. Cũng như là apricot. Ê, nhưng mà khoan. Cái nắp của Dustball là cần apricot màu xanh lá cây các bạn ơi. Đúng loại mình không có luôn. Ây da, xui vậy. Thôi được rồi, giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị lên đường để chúng ta đi săn apricot màu xanh lá cây nè. Cũng như là tìm thêm bạn đồng hành ha. Quyết định vậy đi. Ồ, hướng này có một cái đen đang phát sáng luôn. Wow, wow. Được ấy chứ. Gửi Blastoise, chúng ta di chuyển qua đó cho nhanh các bạn ơi. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Food, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Không biết đây là Pokemon gì đây. Đây là Pokemon... có 2 sao rồi các bạn à.
Nếu mà mình cho rock group của mình ra trận thì có ổn không? Thử ha. Đây là hút hút các bạn ơi. Thử nào. Tấn công. Ôi trời, hút hút đánh một phát. Pokemon đồng đội của mình knock out luôn rồi. Ui, kiểu này là toang rồi các bạn ơi. Đâu lên. Ây da, knock out luôn rock group mình rồi. À, có vẻ là cấp quá thấp thì việc đánh nhau trong những cái đen này rất là khó khăn ha. Nhưng mà hôm sau Rock Group đã trở lại trận đấu rồi các bạn ơi. Liệu rằng lần comeback này chúng ta có thể đánh bại được Hút Hút không? Mặc dù hơi lâu ha, nhưng mà ui sắp rồi 2% máu cuối cùng. Đây rồi, kết liễu nào. Được không? Yes, thành công. Trời ơi. Tưởng đâu chiến này là khó khăn cho người bạn bé nhỏ của mình rồi. Nhưng mà may quá các bạn ơi, vẫn giành chiến thắng á. Và hiện tại Rock Group thì cũng không có bị mất máu quá nhiều. Ngon. Được cái gì đây? À, Ammonite Orb. Wow, và một cái Shiny Stone luôn. Wow, được đó chứ. Còn cục kẹo, ừ đúng rồi, cục kẹo này mình sẽ cho Rock Group ăn đi ha. Ê, lên cấp rồi. Và bây giờ là buổi tối, thế nên là Rock Group sắp tiến hóa các bạn ơi. Và đây sẽ là hình dạng Rock Group Midnight nha. Wow, em đã trở thành Lycanroc các bạn ơi. Học được một kỹ năng hệ giác đấu nè. Ok luôn, hoài. Ngầu ác luôn, ngầu ác luôn. Được, được, được. Gửi Lycanroc đi luôn các bạn ơi. Ôi. Mình đã thấy được cái Apricorn màu xanh lá cây rồi kìa các bạn ơi. Wow, được đó chứ. Hay luôn. Rồi, có giống rồi. Thoải mái nha, thoải mái nha. Sắp tới là những bóng chứa cơ bản là hầu như mình đã chế tạo được hết các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Ôi, bên đây mình thấy có một cái đen nó cũng phát sáng đây nè. Để coi lần này chúng ta có thể... đây là cái đen của một Pokemon hệ lá và hệ độc. Hình như đây là một cái em nấm á các bạn ơi. Ok, lần này mình sẽ cho Blastoise ra trận ha. Ok, xong phim. Rất là nhanh thôi các bạn ơi. Và... mình được tới hai cái Dynamax Candy luôn. Hai cục kẹo Dynamax các bạn. Bây giờ rảnh rỗi thì mình cứ tranh thủ đi cày kẹo Dynamax tèn tèn là vừa. Nhưng mà hướng này thì hình như vẫn dẫn mình ra tới biển thì phải. Ủa sao chỗ này quen quen ta? Ui chuẩn rồi. Đây là chỗ mà lúc trước mình đã đi ngang nè. Ui dồi. Thôi kệ, ghé qua đây lượm mấy cái phao đi. Bàn ghế các thứ đâu nè. Bên trong này thì mình thấy là có rất là nhiều sách nha. Máy tính rồi nữa nè. Ui xa. Phía bên dưới còn có một cái rương. Ê, không biết là trong rương này giấu gì đây. Ui, đúng như mình dự đoán rồi các bạn ơi, giấu cá không à. Rương trong này cũng vậy luôn. Ơ nhưng mà các bạn có thấy khu vực bên kia nó lạ lạ không? Đó, nhìn nó cứ vuông vuông kiểu gì các bạn ơi. Thôi được, mình sẽ cưỡi Blastoise đi qua một bển ha. Xem thử coi bên kia là cái gì. Dạ, nhưng mà ui trời ơi. Nhưng mà Blastoise càng bơi càng chìm các bạn ơi. Ây da, xong rồi. Ouch. Blastoise. Thiệt luôn. Ok. Đây là một cái sa mạc hả? Wow. Ui chuẩn rồi các bạn, nhưng mà địa hình nó rất là lạ luôn á. Các bạn coi này. Giống như có một cái gì đó cắt ngang đây vậy đó. Nhưng mà đây là một ngôi làng kế sa mạc luôn. Tuyệt vời. Mình sẽ ghé qua coi coi dân làng có giao nhiệm vụ gì cho mình không. Nhìn sơ qua thì mình thấy dân làng không ai giao nhiệm vụ nhờ. Đúng rồi. Ghé cửa hàng của hai anh chị này luôn coi. Để coi coi mình có thể mua được cái gì không. Không có đồ giá trị lắm. Bên đây là đĩa kỹ năng ha. Nhưng mà mình có tiền đâu mua. Mình nghèo muốn xỉu luôn các bạn ơi. Nè, money của mình là không đồng nè. Trời đất ơi, nghèo gớt mồm tơi luôn. Mà mấy anh chị này giàu có chắc là mình mượn mấy kệ sách chắc cũng không sao đâu. Chắc vậy các bạn. Ở trên kia có cái Pokestop. Trên nóc nhà luôn à. Để mình trèo lên mình coi thử coi. Được cái gì? À, được thêm một cái trứng 10 km các bạn ơi. Ngon. Ê, trời. Cheater khiêu chiến với mình kìa các bạn.
Oh, được đấy ta. Kèo này mình sẽ cho Lee Kang-rok đi. Cho Lee Kang-rok kéo rỉa máu ha. Mình sẽ quyết định chinh phục Cedar luôn các bạn ơi. Người bạn đầu tiên mà chúng ta sẽ chinh phục trong ngày hôm nay ha. Úi trời, Cedar coi coi, tấn công nhanh vậy. Nhưng mà không sao, Lee Kang-rok vẫn lo được các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ kéo rỉa máu của Cedar thêm một lần nữa. Ok. Rồi, lần này thì có vẻ là ổn hơn rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu tung bóng chứa ha. Hy vọng là Cedar sẽ chịu về đội của mình sớm. Để xem. Hiểu không? Ui da. Khó nha. Cedar có vẻ là khá là khó tính đó các bạn ơi. Lần thứ hai. Được hay không đây? Ui. À, vẫn không được. Quá tam ba bận. Đây, lần thứ ba nè. Mình đang có cảm giác là lần này sẽ được các bạn ơi. Ý. Cảm giác của mình không chính xác rồi. Lần này thì được rồi. Let's go. Nice. Yay. Vậy là bây giờ đội hình của chúng ta đã có thêm một thành viên mới các bạn ơi. Đây là Cedar ha. Hệ bay với lại là hệ bỏ. Và coi coi kỹ năng của Cedar hiện tại là có quick attack đúng không? Hy vọng là sắp tới chúng ta có thể dạy cho Cedar kỹ năng Fall Sweep ha. Kỹ năng đó thì sẽ cực kỳ hữu ích trong việc thuần hóa Pokemon luôn. À, mà hiện tại mình sẽ hồi máu cho Cedar một cái. Đổi sang Super Potion coi. Ơi, hình như được rồi các bạn ơi. À, cái thanh máu ở trên nó hơi bị lắc một xíu ha. Ok. Đó, giờ thì Cedar đã khỏe mạnh bình thường rồi nè. Ôi, mình cưỡi được luôn hả? Cedar có chút xíu mà mình vẫn cưỡi được các bạn ơi. Đã vậy. Rồi, dạo quanh vùng này coi coi chúng ta còn gặp thêm người bạn nào mới mới không ta. Bữa nay có vẻ là mình thông hơn giống như hôm qua rồi. Không có gặp Pokemon siêu cấp thôi các bạn ạ. Ồ, nhưng mà ở đây nó có cái rương. Hey. Uầy, có chìa khóa nhìn nhện nè. Một ít khoáng sản cũng được ấy chứ. Ở dưới thì hình như hết rương rồi. Bữa nay á. Ôi trời, Deezer Boss. Ui, chưa gì mình đã gặp dạng tiến hóa của Cedar rồi các bạn ơi. Là Zizor. Nhưng mà ai lượng máu này thì có vẻ là chúng ta không phải là đối thủ đâu. Căng người ta. Ồ, ở đây có trainer cấp 38. Ê, thử không các bạn? Luôn luôn. Đúng rồi, chúng ta phải rèn luyện để cho đồng đội của mình á trở nên mạnh hơn mới được. Mình sẽ cho Blastoise tấn công trước nè. Ây da. Nhưng mà Squalot có vẻ là cũng không phải dạng vừa các bạn ơi. Tấn công hơi bị thốn nha. Căng rồi. Cố lên Blastoise. Ui. Ai. Một tí nữa thì Blastoise đã làm được rồi. Hồi nãy mình cũng y, mình không có hồi phục lại cho Lee Kang-rok nữa chứ. Ui. Nhưng mà may quá, Lee Kang-rok đã knock out được Pokemon kia rồi. Hên. Ít ra thì chúng ta vẫn giành được chiến thắng các bạn ơi. Ê. Kia là. Oh my god, Charizard God các bạn ơi. What the hell. Uầy. Nhìn độc lạ mà ngầu vậy. Wow. Ê, nhưng mà coi đội hình của mình không biết ổn không ta. Charizard God cấp 49 lận. Ê. Gần đây còn có Rayquaza nữa. Ở đâu ta? Thường thì Rayquaza sẽ spawn ở đây nè. Wow. Trời ơi. Đây là Rayquaza Necro các bạn ơi. Wow. Đẹp thánh thần luôn. Nhưng mà tiếc là đội hình mình hiện tại mới có 3 Pokemon nè các bạn. Mà máu còn chưa được đầy nữa. Giờ trước mắt thì chắc là mình sẽ chinh phục Charizard trước đi. Ê. Ok. Trời ơi, mất Charizard luôn rồi. No. Tốt mình nhỏ vậy. À, thiệt tình luôn. Thôi, ở đây chúng ta có Lavita nè. Chúng ta sẽ chinh phục á thần trước đi ha. Đấy, quick attack từ Cedar đã có rẻ được cỡ hơn nửa cây máu của Lavita rồi. Hy vọng là lần này chúng ta có thể lôi kéo Lavita về đội ha. Đấy, giờ mình sẽ kiếm thêm thành viên trước đi.
Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm kiếm lại những Pokemon mà chúng ta đã bỏ lỡ ha. Hãy là Vita nhỏ nhỏ thôi chứ cũng khó chinh phục lắm các bạn ơi. Hôm qua mình đã thất bại rồi đó. Nè hôm nay có điềm nữa nè. Ui knock out Cedar luôn mà. Căng thẳng cực kỳ luôn. Ý, đi rồi. Yay. Sao cỡ gần 10 lần thử thách thì cuối cùng. Ý, cái nhóc Lavita hôm qua chúng ta chinh phục thất bại cũng đã về đội rồi các bạn ơi. Tiếp theo thì mình sẽ cố gắng luyện cho Lavita ha. Hy vọng là em sẽ là nhân tố gánh tem trong tương lai. Tại vì mình còn phải có những nhân tố mạnh mẽ một xíu á thì mới mốt đánh nhau với Pokemon huyền thoại mới ổn các bạn. Ok. Ở dưới cũng có Lavita nữa kìa. Càng nha, cấp 17 hả? Hay à, thôi. Chúng ta nên né né gần xíu các bạn. Lựa đối thủ vừa sức với ẻm thôi. Kỹ năng mới của Lavita hơi bị mạnh luôn các bạn ơi. Ngon. Ý, đằng kia là trainer hay sao vậy? Có vẻ đây là một trainer các bạn ơi, cấp 40. Ây à, căng nha. Nhưng mà mình cũng muốn thử các bạn. Ra trận nào, Lavita. Ây à, trời ơi. Lilipop, mạnh vậy. Trời ơi, ghét gần gấp đôi cấp, bảo sao. Không được rồi. Tới lượt của Blastoise. Lấy lại thế cân bằng nào. Đây nè. Ngàn ngàn cấp đánh nhau nó mới ổn áp các bạn ơi. Cố lên Blastoise, một đòn Flash Cannon nữa. Yeah. Lavita học được Dark Boost. Đối thủ tiếp theo Yamber. Ok. Tiếp tục cho Blastoise thể hiện á. Yamber đã làm Blastoise tê liệt rồi các bạn ơi. Oh no. Bây giờ sẽ tới lượt Lycanroc đi. Ui dồi ôi, đánh cái nào là tê liệt cái đó vậy. Khó chịu nha. Lycanroc cũng phản đam chứ bộ. Không thể chịu thiệt được các bạn. Cố lên Lycanroc. Một đòn nữa. Yeah. Sắp rồi các bạn ơi. Liệu rằng Cedar có thể kết thúc được không? Mình cũng muốn Cedar nhận kinh nghiệm các bạn ơi. Căng nha. Quick attack. Đây nè. Let's go. Nhưng mà tình hình sức khỏe của mấy người bạn Pokemon mình đang không ổn lắm. Thế nên là mình sẽ về nhà. Mình làm một cái máy để hồi phục cho Pokemon ha. Cái máy này thì công thức làm ra nó cũng không quá khó các bạn ơi. Mình sẽ đập một ít cái aluminium ha. Đâu đó là cỡ 4 cái thôi các bạn. Nhanh thôi. Đây là cái thứ ba rồi nè. Và cái thứ tư. Ok. Mình sẽ tốn thêm một viên kim cương cũng như là 4 phôi sắt. Rồi. Làm liền cái healer. Đó. Có cái này thì mình sẽ đỡ ghé nhà chị y tá hơn á. Đấy. Vậy là có thể chữa thương cho mấy người bạn Pokemon rất là nhanh rồi. Và khi nãy mình cũng có được cái apricot màu xanh lá cây. Thế nên là mình sẽ tranh thủ về nhà mình trồng luôn á. Để mai mốt mình còn sớm có thể chế tạo được cái Dark Ball các bạn. Ở đây còn có Pokemon tôm càng bự nữa nè. Được. Quất luôn thôi, Lavita. Ây da, kèo này cũng hơi căng cho em. Tại vì ghét cấp hơi nhiều các bạn. Nhưng mà không sao. Lavita chiến đấu cũng không phải dạng vừa đâu các bạn ơi. Mình tin Lavita có thể làm được. Đó. Nếu mà kèo này chiến thắng, mình đoán là nhiều khả năng Lavita sẽ tiến hóa đó các bạn ạ. Cố lên. Ây, trời ơi. Tưởng đâu là thắng rồi, ai dè. Pokemon tôm càng bự kia đục một phát knock out Lavita luôn. Đúng là càng bự có khác. Thôi được, trả thù thôi Lavita. Mình phải dùng chiến thuật khác các bạn ơi. Cho Cedar vô cấu rỉa máu trước ha. Đấy. Mình phải dùng mánh mẹo các bạn ạ. Tấn công thêm cái nữa nào. Yeah. Chiến thuật có vẻ hợp lý các bạn ơi. Đó, giờ tới lượt Lavita ha. Mình sẽ cho Lavita dùng tôm tantrum. Tấn công nào Lavita. Yeah. Chẳng lẽ knock out nữa sao. Ui hên. Không knock out. Yeah. Thành công rồi các bạn. Chiến thuật này đã giúp cho Lavita chiến thắng và... Để coi. Vẫn chưa tiến hóa. Vậy là phải luyện thêm một xíu rồi. Chắc tầm cấp 30 các bạn ơi. Ok, đây có đối thủ luôn nè. Được, mình sẽ cho Lavita chiến đấu cùng với Pelipper của trainer này ha. Cơ hội để cho Lavita kết thúc trận đấu các bạn ơi. Được hay không đây? Yes, thành công.
Lee Kandrap cũng học thêm được một cái năng hệ đá mới. Dạ ha. Ủa? Ôi trainer này còn một cái môn khác. Oh no. Vậy thì test kỹ năng mới luôn. Ây da. Trời ơi. Wow. Pokemon cá của trainer này mạnh quá các bạn ơi. Ê được á, mình sẽ đi về nhà. Mình sẽ chữa thương cho mấy Pokemon của mình, sau đó trở lại luyện tập tiếp ha. Động đất. Ui, Lavita đã học được kỹ năng động đất và Stone Edge rồi các bạn ơi. Ê, hình như đủ kinh nghiệm để tiến hóa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Yes. Đây rồi. Bây giờ Lavita của mình sắp tiến hóa thành hình dạng mới các bạn ơi. Và đây, em sẽ có tên mới, đó chính là Pupita. Yeah. Quá được luôn. Ui, rồi luôn rồi, mình lỡ thắng cái trainer kia rồi. Oh no. Ê, vậy là không có luyện cấp thêm được. Ai, nhưng mà không sao các bạn ơi. Bên này cũng có trainer nữa nha. Cấp 21. Còn thanh niên này. À, thanh niên này cấp 35, được, được. Ưu tiên mấy thanh niên cấp 35 các bạn ơi. Hợp lý phết. Ủa, trời ơi, thanh niên nó có một Pokemon nè các bạn à. Hơi tiếc ha. Rồi, mình vẫn sẽ tiếp tục cày cấp cho Pupita mới được. Hiện tại đội hình của mình chỉ còn Pupita với cả là Seeder là chưa tiến hóa, nên là mình sẽ ưu tiên cho hai Pokemon này ha. Úi, mình nhận được một cái bóng slam kìa. Wow. Ê, được vậy. Mình sẽ săn những Pokemon này các bạn ơi. Cái nhóc này được này. Tiếp tục. Động đất nè. Để coi có thêm bóng chất nhờn không. Đã nha. Trời ơi, vậy mà bữa giờ mình ở đây mình không có farm mấy nhóc đó. Thì hết rồi. Gần đây có hai nhóc đó thôi các bạn ơi. Ê, có thanh niên trainer ngoài kia không biết cấp bao nhiêu nữa. Cấp 30. Ê, Lapras. Lapras cấp 49 lận các bạn ơi. Được. Ê, cấp 49 về đội của mình, đi quẩy của mình cũng ok lắm nha. Ok. Bây giờ lại có Latias xuất hiện gần đây. Wow. Hết Latios rồi tới Latias. Nguyên cặp đôi huyền thoại xuất hiện ở cái vùng biển này luôn các bạn ơi. Đang bay cơ. Để coi một xíu, mình lại gần mình coi mình phóng bóng chứa khiêu khích được hay không ha. Ui, nhưng mà Latias bay ra biển rồi, no. Nếu vậy thì thôi, mình sẽ tập trung vào việc đó chính là chinh phục Lapras trước đi ha. Nice. Được hay không đây? Ui, được rồi, yay. Quá đã luôn. Vậy là mình lại có thêm một hành viên mới mang song hệ băng và nước các bạn ơi. Ngon nghẻ, và Lapras thì có thể bơi trên mặt nước rất là nhanh nhẹn ha. Đây rồi, mình đã có được một trợ thủ trên mặt biển rồi. Sắp tới mình còn có thể lặn biển được cùng với Lapras nữa cơ. Quá đã luôn. Và còn một xíu nữa thôi thì Pupita sẽ tiến hóa các bạn ạ. Nên là mình sẽ ráng luyện tập cho Pupita luôn ha. Ôi, trên núi mình thấy có Pokemon hệ rộng kìa các bạn. Ê, Hakamo, đúng không ta? Mình nhớ có, không biết mình nhớ có đúng không nữa. À, đây là Genmo chứ không phải là Hakamo. Em này cấp 17 hả ta? Ủa, nhóc bên đây nhỏ xíu vậy? Nhưng mà cấp 23. Còn nhóc trên kia thì sao? Để mình leo qua mình coi thử coi. Ôi, cấp... Cũng cấp 20 à. Thế nên là thôi, mình sẽ ưu tiên Genmo. Nhỏ nhất nhưng mà lại là cấp cao nhất ở khu vực này ha. Tấn công bằng... tấn công nhanh đi, Quick Attack. Yeah. Đấu rỉa máu khá tốt. Tung bóng chứa luôn coi. Thử xem. Với việc kéo rỉa nửa máu rồi tung bóng chứa thì có được hay không? Có vẻ là được luôn. Wow, hên vậy. Ê, vậy là mình đã có đủ 6 Pokemon đầu tiên các bạn ạ. Có khá là đa dạng hệ nha. Từ hệ nước, hệ đá, hệ bọ, hệ bay, hệ đất, các thứ, hệ băng nữa. Giờ có thêm hệ rồng các bạn ạ. Quá ngon luôn. Ấy, kia là có lẽ nào. Ấy, đừng có cản tôi. Đừng cản tôi mà. Có lẽ nào
đây là Charizard các bạn ơi. Hả? Hình như đây là Shiny luôn. Quay. Ê, để coi đội hình của mình hiện tại đầy máu hết chưa ta. Ồ, đội hình của mình hiện tại khá ổn nha. Ờ, được. Trận chiến này mình sẽ đưa Lapras ra trận trước các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ thử dùng Water Push chẳng. Ok. Charizard tấn công thốn giao mang các bạn ơi. Có vẻ là Lapras sắp chịu không nổi rồi. Không biết có kịp tấn công thêm một đòn không. À không kịp luôn. Trời ơi. Tiếp theo mình sẽ dùng Pupita. Yes. Cố lên Pupita. Anh tin em. Tấn công bằng đồ nào trước đây ta. Run đi. Ui da. Không sao không sao. Vẫn ổn. Đấy nè. Đúng rồi. Cấu rỉa máu như vậy là tốt nha. Thêm một đòn nữa đi. Cho chắc cú các bạn ơi. Pupita có vẻ là cũng sẽ chịu nổi thêm vài hit nữa. Đây là tranh thủ tung Ultra Ball liền. Trời ơi. Hồi nãy là Charizard nhưng mà ở hình dạng là màu vàng các bạn. Ủa. Ui, được luôn rồi kìa. Nani. Quay. Nice. Pokemon Shiny đầu tiên mình chinh phục lại là Pokemon siêu cấp các bạn ạ. Trời. Đã vậy. Ê, tính ra hôm nay chưa phải là mình quá xui các bạn ơi. À, bỏ lỡ một Charizard thì chúng ta lại gặp được một Charizard mất khác. Quá hên luôn. Ở đây có em voi Donphan. Em này cũng khá chất đó các bạn à. Thôi được. Mình sẽ chinh phục cả em Donphan này nữa ha. Nói chung thì bây giờ sẽ gán. Ây da, trời. Gì căng vậy? Chưa gì đã đánh Cedar, suýt nữa thì ngất rồi. Không được. Mình sẽ đưa Pupita ra trận làm tăng cơ coi. Không biết có tăng nổi hay không đây. Sau đó tung bóng chứa hết các bạn. Ôi trời, có boss xuất hiện luôn kìa. Ây da. Tiếc là bây giờ đội hình của mình chưa hồi phục. Ấy. Ôi, còn có Charizard nữa kìa. Ủa lộn, Charmander. Mình thấy có Charmander ở phía xa xa kìa các bạn ơi. Ây da, mình đã thất bại trong việc chinh phục Don Farm rồi. Thôi không sao, mình vẫn còn cơ hội chinh phục Charmander. Đâu ta? Charmander. Đây Charmander đây. Oh. Wow. Vừa tìm được Charizard, vừa tìm được Charmander luôn các bạn ơi. Quá đã. Mình sẽ chơi láo luôn, không khiêu chiến mà tung bóng chứa thẳng mặt, sau đó chinh phục em thử xem. Ui. Như vậy chắc là hơi khó nha. Nhưng mà không sao, càng khó mình càng khoái các bạn ơi. Mình là người chơi hệ cục súc mà. Hai lần thất bại rồi. Thử lần thứ ba xem. Ui. Sao một lúc mình tung bóng thường không được. Mình phải đổi sang nhờ Trang Mô tấn công các bạn ạ. Đây, Trang Mô đã kéo rỉa máu của Charmander xuống rất là thấp ha. Đã. Giờ thì mình sẽ bắt đầu tung bóng chứa thôi. Lần này thì em chắc sẽ không chống cự nhiều đâu. Về đội của anh đi cưng. Chịu không? Ui da, vậy mà không chịu kìa. Em này he, công nhận là he. Láo thật các bạn ạ. Coi kìa. Trời ơi. Không chịu là không chịu đó các bạn ơi. Em chống cự kịch liệt luôn á. Không tin được. Ý. Ôi trời, cuối cùng. Cuối cùng thì em cũng chịu về đội mình rồi. Trời đất. Hey. Nhưng mà bây giờ mình không coi tình trạng được, tại mình không có máy tính trong người các bạn. Ở đây có boss. Mình sẽ thử đánh boss luôn không? Làm liều các bạn, đây là boss Ultimate lận, trời ơi. Cấp 104 lận. Kiểu này chắc ăn hành sắp mặt. Ôi thiệt rồi, thôi chạy. Không cho chạy luôn à. Ôi no. Kiểu này là Thôi xong rồi. Mình khịa nhầm đối thủ rồi các bạn ơi. Ok, chạy được. Trời đất, Absorbot kinh vậy. Đợi đấy, sẽ có một ngày. Thôi đi về các bạn ơi.
Ê, nhưng mà hiện tại Bobita của mình sắp tiến hóa rồi, còn một xíu nữa à. Thôi được, mình sẽ lấy cái bình thuốc hồi phục. Đây, bình này sẽ hồi phục được 60 máu ha. Ok, chỉ cần 60 máu thôi. Mình sẽ cho Bobita của mình đi luyện cấp ở đây. Ủa dạ, Bobita đối thủ 50 lần. Oh no. Blast. Ê, mình... Hả? Ôi, trời ơi, Blastoise knock out được Bobita luôn. Ngon. Nhưng mà khoan, mình đang muốn cho Bobita thật sự ra trận cơ. Đây, ra trận đi Bobita, ráng mà luyện cấp. Đây rồi, cấp 55. Và để xem. Yes, Bobita đã tiến hóa trở thành cái hình dạng cuối cùng các bạn ơi. Bây giờ Bobita đã chính thức trở thành Tyranita. Yay. Nice. Wow, hôm nay quá là nhiều tin vui luôn các bạn ơi. Ý. Yahoo. Trời ơi, em nhảy từ trên cao xuống kìa. Không sao, không sao. Mặc dù Tyranita của mình hơi minion các bạn, nhưng mà không sao. Quan trọng là em mạnh là được ha. Coi kìa, Tyranita người ta to đùng, oai phong lẫm liệt, còn Tyranita của mình cute vùng mây que các bạn ạ. Thôi kệ, giờ thì em cũng là đồng đội cũng như là trợ thủ đắc lực của mình rồi. Giờ thì mình sẽ tranh thủ về nhà để chúng ta chế tạo máy tính ha. Rồi, chào đón thành viên mới Charizard các bạn ơi. Ê, ở đây là... Oh, mình nhặt được một cái lớp bone các bạn ơi. Ủa không, heal bone. Wow, hên vậy. Trên đường về thì mình sẽ ghé qua ngôi làng, tại vì trên làng có đá phát sáng các bạn ơi. Sau đó mình sẽ nén lại luôn, được hai khói ha. Về đến nhà mình sẽ bắt đầu nấu cát lên để chúng ta có được một ít thủy tinh. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể đập những cái aluminium này ra thêm các bạn, tại mình cũng cần aluminium để chúng ta chế tạo ra cái máy tính á. Trung bình thì một cái máy tính sẽ cần đâu đó cỡ 6 aluminium led á. Đây, có đủ 6 rồi. Thủy tinh thì chúng ta cũng đã có. Chế ra những cái tấm nè. Redstone thì mình sẽ dùng để làm ra cái redstone lamp. Đây, đèn redstone, hai cái luôn. Xong phết. Giờ thì mình còn thiếu một bộ redstone nữa hả? Đó liền. Tán tàn. Vậy là chúng ta đã có máy tính rồi các bạn ơi. Let's go. Đặt xuống và chuẩn bị. Ta-da. Charizard đã bị đổi của mình. Lycanroc thì mình sẽ tạm thời để vô trong. Charmander mình cũng sẽ đem ra ngoài ha. Rồi, hiện tại đội hình của mình toàn là Pokemon bị thương không mà, nên là mình sẽ chữa thương cho Pokemon lại cái đã. Sau đó thì ra ngoài và chúng ta sẽ ngắm á. Ê, nhưng mà giờ trời mưa quá. Ok, đi ngủ cái các bạn ơi, cho trời sáng cũng như là tạnh mưa ha. Và ngắm Charizard cũng dễ hơn nữa. Ok, hello. Ủa, lắp ráp cấp 26. Được, khiêu chiến luôn. Wow, đây nè các bạn, Charizard có hơi thở rộng nè. Test thử kỹ năng này luôn. Ok, cũng tương đối ổn ha. Rồi, thôi slash một cái đi, kết thúc trận chiến. Ồ, được thêm một cái vỏ suker nữa, quá đã. Rồi, và coi thử coi Charizard của chúng ta sẽ vẫn mang song hệ lửa và bay ha. Ok, và mình sẽ xem thông tin thử coi. Hồi nãy Charizard mà chúng ta gặp á là nè, Charizard cái màu này nè các bạn, màu xám vàng. Còn Charizard của mình là shiny, thế nên là thay vì màu xám vàng sẽ là màu đen xanh ha, đen xanh trắng, cũng rất là đẹp luôn. Wow, và vẫn có thể cưỡi bay như bình thường ha. Ok, thôi mình sẽ đáp xuống cái đã. Biết đâu được sắp tới mình lại may mắn gặp được Charizard ở cái dạng bình thường nữa thì chúng ta sẽ thử khiêu chiến và chinh phục tiếp ha. Nói chung thì hôm nay có được một Pokemon siêu cấp đầu tiên, đó chính là Charizard, mình thấy cũng rất là vui rồi các bạn. Ngoài ra thì mình còn có thêm rất là nhiều người bạn mới, như là Á Thần Tyranita nè, bé rồng Jangmo, Cedar kháo khỉnh, rồi Charmander khó tính nữa. Ở trong máy tính thì hình như còn thêm đó chính là Lycanroc ở dạng tiến hóa nè.
Tích Nai và Lapras nữa các bạn ơi. Hy vọng là sắp tới những người bạn này sẽ được mình luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn nữa để sớm đương đầu với những huyền thoại xuất hiện ở xung quanh khu vực này ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pokemon siêu cấp. Vẫn còn rất là nhiều Pokemon siêu cấp đang chờ đợi chúng ta chinh phục đó nha. À, mà bạn nào có nhu cầu mẹt Roblox, Lapras cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình này. Bye bye.